kênh Rồng Nhỏ thuộc xã Tân Phước, huyện Tân Hồng đang được nạo vét kết hợp làm bờ đê nông thôn. Chiều dài công trình hơn 3.000 mét, kinh phí nạo vét 1 tỷ đồng, sẽ cung cấp nước tưới cho hơn 900 hectare đất sản xuất lúa. Theo quy luật tự nhiên, hàng năm khi nước lũ rút, kênh Rồng Nhỏ cũng như nhiều con kênh khác trên địa bàn bị bồi lắng, tình trạng khô hạn có thể xảy ra. Năm 2014, nhiều công trình để nạo vét kênh mương nội đồng cũng được tỉnh Đồng Tháp triển khai hàng loạt với số vốn hàng chục tỷ đồng. Do mùa khô đang cận kề nên việc triển khai hết sức khẩn trương. Bên cạnh việc đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, làm thông thoáng luồng lạch kênh mương phục vụ cho vận chuyển nông sản, thì các công trình này còn có chức năng của một đê bao bảo vệ sản xuất và giao thông nông thôn.